Rồi, ok, lớp chúng ta bắt đầu nhé. Hôm trước là học đến từ gì rồi các bạn? Thôi rồi á. Màu học chưa? Green, red, straight. Rồi. Straight là thẳng, đúng không? Tiếp này. Ví dụ như nói câu này nhé. Thấy anh nào. Ta tưởng nó là trai thẳng cơ thì nó như nào? Tưởng. I thought. Nhanh nhìn má, mẹ ngồi đây mà nghĩ. I thought he was straight. Đúng không? Hoàng thì nên nói câu này. Đó. Rồi ok. Tiếp nhá. Đi thẳng thì nói như nào? Thảo Hoàng. Đi là gì? Thẳng. Go straight. Rồi, thế đi thẳng vào vấn đề đi. Thì nói như nào Phúc? Đi thẳng vào vấn đề. Hiếu với tay bật cái bóng làm sao này. Ấn hộ anh cái cửa sau lên luôn đó. Point. Point là vấn đề, quan điểm. Go straight to the point. Em ơi, bật hộ anh cả cái bóng điện nữa đấy. Ở cái chỗ gần, cái công tắc chỗ gần quạt đấy. Go straight to the point là đi thẳng vào vấn đề. Rồi. Ví dụ như nói là cô tóc cô ấy thẳng thì nói như nào? Bận thuận đó. Từ tóc nghĩa gì anh nhỉ, em quên. Từ tóc nghĩa là cái lông trên đầu em. Bạn này hỏi nghĩa mà, bạn có học tiếng Anh là gì đâu. Tóc còn hi à? Here là đây. Gần đúng rồi. Đúng rồi. Hair. Has strong. Strong là khỏe em ạ. Her hair is straight. Hoặc là cô ấy có tóc thẳng. She has straight hair. Bắt được vùng ở đây không? Không ạ. Tại sao không? Khi nào mà cô ấy rụng mà còn mỗi một sợi tóc thôi nhé thì mới được dùng ơ nhé. Ơ hair nó hiểu là một sợi tóc. Ví dụ như có một sợi tóc ở trong bát bún của tôi thì nói như nào? Có một sợi tóc ở trong bát bún của tôi. Tóc nhé, không phải lông nhé. Mà lông hay tóc thì cũng là hair thôi. Bạn Hải đang nào đang ăn bún thấy cái gì xoăn xoăn? Đó. Có một sợi tóc ở trong bát bún của tôi. Có. Hả? Nó sở hữu của ai đấy? Tóc của ai? Có hai loại có đúng không? Là loại gì? Loại trắng với loại đen. Phải không? Có hai loại có là loại có gì hả Hải Đăng? Thí chủ thật là vãi lồn. Mời một bạn khác, bạn Tuấn. Có hai loại có là loại gì? Địt mẹ lý thuyết không thuộc, đừng nói đến thực hành. Nói cái đéo gì khi mà lý thuyết không thuộc. Có sở hữu và có gì? Phải luôn. Có tồn tại. Lớp này chưa học cái đấy à? Hả? Vãi cả lồn, chưa nhắc đến.
Cái have là có, sở hữu có tồn tại là gì? There, chắc chắn là nhắc rồi, mẹ buổi mười mấy rồi còn chưa nhắc con mà chết. There is, there. Thế nhìn hai cái này có thấy quen không ạ? Chưa học bao giờ, thế nhìn có thấy quen không? Học trước quên sau được vậy thầy. Rốt là do thầy đúng không? Thế anh hỏi có một sợi tóc ở trong bát bún của tôi ấy, thì nó là sở hữu hay tồn tại hả Hải Đăng? Tồn tại, nó tồn tại một cái sợi tóc ở trong bát bún của tôi đúng không? Ờ thì là gì? There is, đọc âm Z ra, học cũng như không vậy. Hair. Đọc lại cho anh nào, hair. There is a hair, gì nữa? Bún thôi, kệ nó. Nó không hay nói bát bún đâu, nó không có lượng từ bát đâu. There is a hair in my noodles. Noodles là bún nói chung, nó không có từ bát. Nó không có a bowl of noodle đâu. Noodles đâu. Rồi, chúng ta đi tiếp. The nice là gì? Nice là tuyệt vời, kind là tử tế. Anh ấy là một người tuyệt vời thì nói như nào? Anh ấy là một người tuyệt vời. Thảo. Cứ nói đi. He is a nice. Nice. Nice này gì? Nice kia là nice đéo nào? Lấy xe là cái đéo gì? Nó lại ly ke nhé, nin ke, đọc thế. Đọc lại nào, nice. Cả lớp nào, nice. Nice. Nhà có mấy hôm không gặp mà học. Đần đi trông thấy, sợ thật. He is a nice gì? Người. People là nhiều người, person mới là một người. Còn không thì em dùng từ guy, anh chàng. He is a nice person, he is a nice guy. Nó hay nói nice guy hơn. Tức là anh ấy là một người tuyệt vời theo cái kiểu là chững chạc này, bụng sáu múi này, kiểu đấy. Everything is perfect. Rồi, tiếp. Làm tốt lắm. Ví dụ như khen ai đó, khen ai đó làm tốt lắm. Đố các bạn biết nói như nào. Thu Phương nào. Khen ai đó làm tốt lắm. Tốt lắm dùng từ nice. Thì nói như nào? Công việc là gì? Job. Good job hoặc là nice job. Good job hoặc nice job. Rồi, good job hoặc nice job. Được chưa? Rồi, cái váy này trông đẹp đấy thì nói như nào? Dùng từ nice. Thịnh nào. This dress is so nice. Cái gì? This dress is hai thừa hai động từ à? Nhìn thì có là looks hoặc các bạn dùng từ is cũng được. Nice. Được chưa? Tiếp nhá. Cái áo của mày nhìn đẹp đấy, áo khoác nhá. Cái áo khoác của mày nhìn đẹp đấy, bao tiền đấy? Thì hỏi như thế nào?
Tuấn ạ. Now I send a jacket. 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 Không có ép với jacket. Is the nice. Okay, nice. Ba tiền. How much? Much. How much is it? Is it? Âm Z luôn. How much is it? That jacket is nice. How much is it? Rồi, ok. Tiếp từ good thì biết rồi đúng không? Kind thì biết rồi. The strong, các bạn đọc là strong. Strong. Rồi, thế ví dụ như nói là bà ngoại tôi, bà tôi. Bà tôi ngoài 70 thì bà vẫn còn rất là khỏe. Thì nói như là Hà nào. Bơ vào đi, vào đi. My grandmother. Vẫn still very thực ra là nói strong này là hơi mất dạy đấy, là giống kiểu bà vật thắng tất cả mọi người ấy. Còn dùng từ healthy ấy, thì nó mới là khỏe mạnh nhá. She's very healthy. Lý thuyết thì là rồi, ok. But she's still very strong. Rồi. Mày khỏe hơn tao tưởng đấy. Ví dụ như là bạn Hà vật bạn Hiếu ra, nhưng bạn Hiếu vật lại được bạn Hà. Thì bạn Hà mới bạn Hiếu à bạn Hà mới bảo là mày khỏe hơn tao tưởng đấy. Thì nói như nào Hiếu? Mày you y thì thôi đi về luôn còn gì. You are stronger hơn than tao tưởng. You're stronger than I thought. Hoặc thật ra là nếu mà I think thì nó đúng hơn, bởi vì là you are nó phải là were. You were stronger than I thought thì nó hay dùng hơn. Rồi, ok. Rồi tiếp. Ví dụ như là đánh nhau đúng không? Đánh nhau thì quân đội ấy, thì nói là họ khỏe quá. Chúng ta không thể chiến thắng được thì nói như nào? Họ khỏe quá chúng ta không thể chiến thắng được. Hi guys. Hello BD. Thì nói như nào? Họ khỏe quá. Đến ai nhỉ? Đến Tạo nào? Bạn nào bế được không anh? Tạo nghe lộn nhá. They are so strong. We không thể khỏe kháng được. Đi mẹ mày chơi liên quân bao giờ không? Có anh. Ngày xưa nó dùng từ gì? Hình như ngày xưa nó chỉ dùng victory đúng không? Có dùng từ win bao giờ không? We cannot win. Win đi. Có ấy. Ngày xưa hình như nó có dùng một đợt, nó có dùng cái này. Nhưng mà phải thời lâu lâu rồi. The guy's too strong. We cannot win.
Mèo à? Mà nó mèo à? Có đéo thì mà phải mèo con. Mình ở trên này mà. Rồi, chúng ta đi tiếp. Từ close. Các bạn ghi cái từ này nha, đây này. Nó có hai nghĩa, một là gần tính từ, hai là động từ là đóng. Ngày xưa bọn anh đi học thêm có một cái cô này, cô dạy hóa đến nhà cô bắt rửa bát, đương nhiên là không phải anh rồi, vì địt mẹ bắt tao rửa bát tao cho vỡ bát luôn chứ. Này cái gì sao anh? Đừng có cười nó khóc. Sao mà phải khóc? Này. Này, ghi là close âm Z ấy. Ghi phiên âm là close âm Z là động từ. Bà mới shut đây này, đóng. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Đứa nào đó? What's that girl? Đây ngày xưa thì treo con ở đây để lấy động lực. Từ ngày nó ấy đấy. Từ ngày nó đang mang bầu nó. Giờ thì không cần nữa rồi. Chỉ thấy mệt thôi, không có động lực đâu nữa. Rồi, tiếp này. Close âm S đấy. Thì là tính từ. Ghi vào close. Cái này âm Z, âm S thì là tính từ. Close là gần, close âm Z là đóng. Rồi, nó không phân biệt là động từ là âm Z, âm Z, close, còn tính từ là close âm S gì á. Rồi, ok. Tiếp, đóng cửa hộ tao cái thì nói như nào? Đóng cửa hộ tao cái hết vòng chữ nhật à, còn Tùng Anh đúng không? Ra anh Tùng Anh bế nhá. À, bảo sao nó không nhận ra bố. No. Bảo sao nó mếu. Trời ơi, bố đeo kính không nhận ra, không biết là đần hay không nữa. Nào. Cái gì? Hộ cái đéo thì please thôi chứ có cái đéo thì hộ. Đúng rồi, close. Close the door, please. Các cô chú thông cảm là hôm nay con mặc cái áo này nó hơi xấu, vì là áo này áo ở nhà. Bẩn bẩn thôi để con còn lê la chứ không. Mặc hết áo đẹp đi, đi chơi chả có áo nào. Rồi, ok, close the door, please. Rồi, tiếp, ta có nên đóng cửa không? Tao có nên đóng cửa không? Thấy anh nào? Should I close the door? Rồi. Ừ, mẹ bên kia mẹ bùn bàn quá nọ. Should I close the door? Rồi, ok, tiếp này. Đừng có đóng cửa. Tao đang vào giờ đấy. Thì nói như nào? Don't close the door. I'm coming in. Don't. Oh. Don't close the door. Nhìn cái thằng đéo nào mà nó lại khóc rồi. À đây đây, ba đây đây.
Don't close there. Don't close the door. I'm coming. Don't close the door. I'm coming. Rồi tiếp này. Đấy là động từ nhá. Bây giờ chúng ta đến tính từ này. Close. Các bạn đọc là close. Âm Z đúng không? Close. Đừng có cờ lâu, nó khổ một âm thôi. Close. Quái cả Thu Phương. Close. Rồi. Close là gì? Gần. Thân thiết ấy. Gần hoặc thân thiết. Ví dụ như bọn tao không thân lắm đâu thì nói như nào hả Phương? Bọn tao cũng không thân lắm đâu. Chúng tôi we gì? We are tính từ em. Not that. We're not that close. Rồi, we are not that close. Rồi, tiếp nhé. Bạn Thuận này. Bạn tao thân lắm. Bạn trai của nó cũng là bạn trai của tao. Bọn tao thân lắm à? We are rất lắm, quá thì mới là too. Very close. We are very close. Rồi, bạn trai của nó cũng là bạn trai của ta. My boyfriend. His boyfriend. Cũng là bạn trai của nó. He also cũng là my này thôi, nó là lặp lại rồi. Không cần my boyfriend kia nữa. His boyfriend is also my. Ôi trời ơi. Nhắc người thế. Rồi, we're not that close. We are very close. His boyfriend is also my. Rồi tiếp nha, bỏ qua từ close đi. Rồi từ crush, các bạn đọc là crush. 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 Rồi. Tiếp nào. Crush là người mình thích, người thầm thương trộm nhớ ấy, nhưng mà thường là không đến được với nhau nha. Thế ví dụ như nói là anh ấy là người tôi thầm thương trộm nhớ, nhưng mà anh ấy không biết điều ấy, thì nói như nào? Anh ấy là người tôi thầm thương trộm nhớ nhưng anh ấy không biết điều ấy. Kìa. Vui. Khóc. Sợ. Nếu. Thì nói như nào? À, đến ai nhỉ? Phúc. He is my crush. Không biết. Didn't làm sao được. Nó đã chết rồi. Lại don't. Doesn't biết. Điều đó. Doesn't know it. It's my crush but he doesn't know it. Rồi. Thực ra nó sẽ nói như này nó cũng không ổn lắm đâu. Nó sẽ là I have a crush on him. But he doesn't know it cũng được, không chết được đâu. Rồi, I have a crush on him. Cụm have a crush on someone. Hạn nghi cụm này là have a crush on someone. Have a crush on someone. Là thích thầm ai đó. Rồi. Tiếp nha. Bạn Huy đã nói chưa nhỉ?
Huy, Huy Hoàng, nói chưa? Nói lần hai chưa? Thơn hai rồi. Rồi bạn thấy anh nào? Mày nói thật đi. Mày nói thật với tao đi, mày thích nó phải không? Mày thích cái thằng ấy phải không? À, Tùng Anh. Anh đang hỏi em đấy. Mày nói thật với tao đi, mày thích thằng ấy phải không? Lịch đi má, ngồi đấy. Nói. Từ nói, cứ nói đi. Nói, từ nói tiếng Anh là gì? Talk là buôn dưa lê. Kể. Tell. Tell me. Cũng được. Hoặc còn nếu các bạn tell me the truth. Rồi, tell me thôi cũng được nhé. Tell me, kể cho tao đi. Tell me the truth. Kể cho tao sự thật đi. Rồi, mày thích thằng đấy phải không? You đi. You have a crush on him, right? You have a crush on him, right? You have a crush on him, right? You have a crush on him. Right. Tiếp này. Tao có thích đứa đấy đâu, nó xấu vãi cả đái ra. Thì nói như nào Hải Đăng? Không nói được á? À, Tuấn nào? À, có một em tên Tuấn đây thôi. Đang học cái từ kia mà. Have a crush. I don't have a crush on her. I don't have a crush on her. Nó xấu vãi cả đời à. Trung ngữ cô ấy. She. Nó không phải là she. She is fucking. Hoặc các bạn nhẹ hơn các bạn là freaking ugly. Ugly là xấu. Rồi the boss, các bạn nào nói boss? Boss. Rồi là ông chủ đúng không? Tiếp, ông chủ ta trẻ lắm, ngoài ra 10 thì nói như là Thảo. Bói bù á? Bị nhưng ý em là muốn bói bù à? Bói bù hay là nói bù anh nghe chưa xong? Tưởng bói bù thì tí cuối giờ ở lại, còn nói bù thì nói đi. Is very. Các bạn từ too nó có nghĩa là quá, quá mà không thể chịu đựng được. Is very young. Rồi. Nó ngoài 30. He is. Nó có một cái cụm là in his 30s. Anh đã dạy các bạn cái cụm này chưa? Thấy chưa? Rồi. In này cộng với lại my. My là của tôi này, her của cô ấy, his là của anh ấy. Cộng với lại số đấy. X không s, ví dụ như là giả sử như là 60s. Rồi thế ví dụ như quay lại cái câu lúc nãy mà chúng ta nói ấy, là bà tôi năm nay ngoài 70 ấy, thì sẽ nói như nào? Thảo nào? My grandmother.
Phải có to be is in của cô ấy. Mai là của tôi rồi. Bà lại bước vào tuổi 70 của em được thì có mà bà em trường sinh bất tử à? In her 70s. 70s nó hiểu là từ 70 đến 79. Chưa? Cái điều hòa đang bật đúng không? Lạnh đấy nhỉ? Phải điều hòa đang bật không? Địt mẹ, thế là bật cái điều hòa bên này cả buổi chiều, bên kia cả ngày. Cuối tháng vài triệu tiền điện đây. Mình bảo sao hôm nay ngủ đây nó lạnh thế. My grandmother. Sorry, grandmother viết liền nhé. Vợ anh đã bật từ chiều, chưa. My grandmother is in her 70s. Bà của tôi năm nay ngoài 70. Rồi. Từ young là trẻ đúng không? Rồi tiếp. À, tao không còn trẻ. Tức là tao không còn trẻ ở mức đấy nữa. Tao không còn trẻ tới mức ấy nữa. Thì nói như nào? Đến ai nhỉ? Đến ngoài nào? Ngoài như lúc tân một chưa được nói đúng không? Thì nó nói bù. Hải Đăng nhỉ? Anh nghe lúc đầu nghe Hải Đăng nói tưởng bói bù. Đang mừng thầm. Nào, ta không còn trẻ đến mức ấy nữa. I'm not gì? Đến mức ấy. That young. I'm not that young. Thực ra nó hay có cái từ anymore đằng sau ạ. Nữa. I'm not that young anymore. Ta không còn trẻ nữa. Rồi. Rồi tiếp nào. Không phải ngại. Mày còn trẻ lắm. Thì nói như nào. Không phải ngại. Mày còn trẻ lắm. Bạn Hoài nào. Bù luôn nào. Chạy KPI nào. Không phải ngại. Shy. Shy. Be. Shy là tính từ mà. Don't be shy. Mày vẫn còn trẻ lắm. Mày. You're still very young. You're still very young. Rồi ok. Tiếng Việt hay có câu là gì? Mày mặc cái áo đấy nhìn trẻ thế đúng không? Mày mặc cái áo đấy nhìn trẻ thế. Thì nói như nào? Tiếng Anh. Hà nào. Mày nhìn rất trẻ. Very hoặc sâu đều được. Young. Yeah. Trong cái váy đấy. In that dress. You look so young in that dress. Cái này nó có thể là young hoặc beautiful. Xinh đẹp. You look so beautiful in that dress. Nhìn mày mặc cái áo đấy đẹp thế, xinh thế. You look so pretty in that dress. Rồi ok. Từ really. Really là thật, thật sự hoặc rất. Các bạn được phân biệt very với really chưa? Rồi really sẽ đi với động từ và tính từ, còn very thì chỉ đi với lại tính từ thôi.
Ví dụ như là ta đói quá rồi, mình kiếm cái gì ăn đi. Ta đói quá rồi mình kiếm cái gì ăn đi, hiểu nào? Đang học từ really ạ, thì chúng ta sẽ chèn I'm really hungry. Dù ai đó làm gì, chúng ta dùng cấu trúc gì? Let's team fight cái gì đó. Let's find something to eat. Cái này là tìm cái gì đó để ăn ở trong nhà nha. Ví dụ let's get hoặc grab. Grab là bắt đó. Something to eat là có thể đi mua. Nghĩa nó khác nhau một chút xíu. Rồi ok. Các bạn lưu ý nhé, khi người ta hỏi really là nghĩa là gì? Tiếng Việt đấy. Really? Thật á? Really? Thì là gì? Sẵn sàng No, ready mới là sẵn sàng mà. Really? Thật á? À? Thì câu trả lời của nó really là gì? Là thật. Tiếng Việt giống như kiểu thật á? Thật. Really? Cả lớp tập nào. Really? Lên giọng nhá. Really? 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 Rồi. Thật á? Thật. Thấy chưa? Đó là tiếng Trung kiểu đấy. Nói chung là tiếng nào cũng kiểu đấy. Tức là lên giọng. Cái lên giọng và cái hạ giọng ấy. Thật á? Thật. Really? Really? Rồi. Tôi không thích cô ấy. Cái gì đấy? Tôi thích cô ấy lắm. Thích nhá, không phải là thích thầm gì đâu nhé. Nhưng mà tôi tôi ngại, tôi không dám nói với cô ấy, thì nói như nào? Tôi thích cô ấy lắm nhưng mà tôi ngại, tôi không dám nói với cô ấy. Cái lớp này từ vựng nó cũng phong phú quá, đâu nghĩ câu nó cũng dễ. Sao câu khó thì không dịch được, câu dễ thì lại bảo thầy coi thường chúng em. Hết vòng rồi, có ai chưa trả lời tuần hai không? Tạo. Em À rồi, tạo đã. Tạo phải giới thiệu. Tôi thích cô ấy lắm nhưng mà tôi ngại quá. Tôi rất thích cô ấy. I really Cô ấy. like I really like her. her. I really Like her, bật hơi ra. Like like bỏ âm hát đi, like her luôn. like Rồi, I really like her her, but bắt bắt đấy là beat. Bắt đây mới là bắt. Còn kia là but. But. Tôi Thế này ngại, ngại thì là sai đúng không? Các bạn học cái cấu trúc to, ai tính từ cộng với to rồi đúng không? I'm too shy to tell her, but I'm too shy to ai to sai to tell tell her. Shy, her âm SH cong môi lên. Shy. sai Rồi, I really like her, but I'm too shy to tell her. Tôi rất là thích cô ấy nhưng mà tôi quá là ngại để mà nói với cô ấy. Ngại quá không dám nói ấy. Rồi. Tiếp. Ông ấy là một người rất là tốt, nhưng người tốt thì gặp thường gặp chuyện không may. Thì nói như nào? Thịnh nào? Thịnh câu dễ nhất bài rồi đấy. Ông ấy tốt hay really good person He is a really. Các bạn có thể từ good cũng được, hoặc là nice person. But but he nó sẽ có told những bad things happen to good people. Bad things happen to good people. Thấy chưa? Một điều nhịn là chín điều nhục. Đúng không? Bạn hiền lành sẽ ngồi lên đầu bạn ngay. Đéo đoạn người lành ở hiền thì gặp lành. Ở hiền thì gặp phiền. Đúng không?
Nói thì thế thôi nhưng mà vẫn chúng ta vẫn phải sống tử tế. Không thì con mẹ đến lúc xa cơ lỡ vận nó đéo giúp thì ăn lồn luôn đây. Thật mà. Rồi, các bạn sau này các bạn sẽ thấy ví dụ cần vay tiền đấy. Mà đéo cần sau này, bây giờ thấy cần vay tiền chúng nó ấy. Mà chúng nó đéo cho vay là cũng mệt đấy. Rồi. Bỏ qua nhá, từ meter. Đọc là meter. Cái này em sẽ học rồi đúng không? Xem là meter có thứ everybody mọi người biết rồi. Believe. Mọi người đọc là believe. Rồi believe là tin tưởng vào lời nói, thường là như thế nhé. Còn trust đây này, các bạn ghi thêm từ này nữa. Trust là tin, mình đặt niềm tin vào ạ, hiểu không? Còn believe này cũng là tin nhưng mà không phải là niềm tin xây dựng từ lâu về dài. Còn trust là xây dựng từ lâu về dài. Ví dụ người ta sẽ không bao giờ nó tin mày nữa ấy. Hoặc là cái câu xong cái câu vạn một lần bất tín vạn lần bất tin đấy, nghe câu đấy không, thì nó sẽ phải là từ trust, tin tưởng về lâu về dài xây dựng. Còn believe là tin vào lời nói thôi, hoặc tin vào, rồi I trust you là ta tin tưởng, ta đặt niềm tin vào mày. Còn I believe you là ta tin những gì mày nói là đúng. Rồi tiếp nào, ta không thể nào tin được thằng sếp của mày mới chỉ có 20 tuổi đấy à. Rồi nó nhìn như kiểu là 40 rồi. Ta không thể nào tin được là thằng sếp của mày mới có 20 tuổi, nhìn nó như kiểu 40 ấy. Thì nói như nào? Hết vòng rồi đúng không? Thái Anh nào? I don't hoặc I can't cũng được nhá, không sao. I can't believe that your boss. Còn boss nếu mẹ em nói là boss này là boss top. Boss 20. Có thể thêm từ years old vào cũng được nhé. He looks like he is 40. À, 40 years old cũng được. Hoặc là he looks like a 40 year old man. Rồi. Tiếp này. Xong chưa? Bạn Hoàng, em tên là Hoàng đúng không? Ừ. Em dịch cho anh câu tin hay không thì tùy, tao là trai thẳng. Tin hay không thì tùy nhưng mà tao là trai thẳng. Tin. Believe. Nó or not, believe it or not. Tin hay không thì tùy. Tao là trai thẳng. Gay. Đi con mẹ không học từ vựng trước à, straight. Bây giờ cái memorize nó sập rồi trên điện thoại rồi nên anh không triển khai nữa, chứ ngày trước là có memorize thì các bạn học từ vựng. Believe it or not, I'm straight. Rồi tiếp, tin hay không thì tùy, bọn tao là anh em sinh đôi thì nói như nào? Phúc. Believe it or not, chúng tao Twins có S đấy. Biết tại sao có S không? Thì có hai người mà. We are twins. Believe it or not, we are twins. Rồi. Tiếp, Tùng Anh này. Thích hay không thì ông ấy vẫn là bố của mày. Một số bạn hầu như con trai sẽ không hợp với bố đúng không? Thường ở vùng vằng với bố này, nọ kia. Hay là mẹ mày tát cho phạt địch mọi mày thích hay không thì ông vẫn là bố của mày, láo toét nó quen đấy kiểu đấy đúng không? Thì nói như nào mà Tùng Anh? Thích. Like it or not? He is still your. Like it or not, he's still your father. Like it or not, he's still your father. Rồi. Thế này.
Hải Đăng nào. Muốn hay không muốn thì mày vẫn phải làm. Want it or not, want it or not, mày vẫn phải làm. Still, cong cái lưỡi lên. Phải. Phải. Have to. Làm. Do it. Làm thì nó phải có tân ngữ nhé. Làm cái gì? Want it or not, you still have to do it. Làm này thì nó có nhiều cái nhé. Ví dụ như trả bài chẳng hạn. Từ where, các bạn đọc nào, where. Where. Các bạn phân biệt giữa where với put on cho anh nha. Put on là mặc vào từ lúc chưa mặc gì nhé. Từ lúc chưa mặc nhé. Cái hành động mà từ chưa mặc này đến mặc vào, được chưa? Được chưa? Put on là mặc vào khi mà chưa mặc nó nhé, đúng không? Wear là đã mặc rồi. Hoặc là chỉ hành động mặc. Rồi. Tiếp. Ngoài trời lạnh đấy, mặc áo khoác vào thì nó như nào? Thảo nào. Ngoài trời lạnh đấy. Hả? À rồi. Mình lại tưởng nó nói cái từ quen. Cái nào nhỉ? Viết như nào nhỉ? The weather is. Cái đít mẹ đọc âm Z ra. Nó lại còn tưởng là mớm lời cho nó nữa. The weather is cold. Thực ra nó là it's cold outside. Nói the weather cũng được nhưng không mấy khi nó nói đâu. Đéo ai thời tiết lạnh đấy. Tiếng Việt có đâu. Trời lạnh đấy đúng không? Trời chính là nó. Với mình thì trời to nhưng với bọn Tây thì trời nó chỉ là nó. Đúng. Con chó con mèo. It's cold outside. Mặc áo khoác vào. Thảo. Đang phân vân không biết là chọn wear hay put on gì. Put on your jacket. Jacket. Put on your jacket. Thực ra là nên dùng put on bởi vì là cái lúc nó đi ra, chuẩn bị đi ra ngoài ấy, thì nó chưa mặc đúng không? Giống như mẹ các bạn ở nhà ấy, trời lạnh đấy, mặc đi ra ngoài thì mặc áo khoác một con ạ. Đó. Con thì vùng vàng mẹ như lồn ở nước nóng. Các bạn sau này đẻ con xác định nó 18, 20 tuổi, nó tót đi lấy chồng, tót đi học đại học, coi như mất con. Cho thế tâm thế, tâm thế nó thoải mái. Mẹ cứ nghĩ đẻ là được nhờ, nhờ đéo thôi. Mình như là bố mẹ mình có được nhờ đéo đâu. Đòi nhờ con mình đúng không? Mẹ may ra có vẻ xin rau, xin trứng gà sạch. Nó có nhiều cái nó ảnh hưởng. Đặc biệt là bây giờ càng ngày xã hội nó lại càng theo kiểu là thân ai lấy nhau. Đời cua con máy, đời cái đào. Rồi. Chết mày đang mặc cái đéo rồi đấy, nhìn xấu vãi cả đái ra nào Tuấn nào. Đúng rồi, mà cái đéo gì là what the fuck. Học để biết nhé, không phải học để nói nhé. What the fuck. Are you wearing? What the fuck are you wearing? Rồi. You look cũng được, it looks cũng được. Mày trông nó trông được. Freaking. Xấu. Xấu. Vừa mới nói ugly. Ugly, ugly, ugly. It looks freaking ugly. Được chưa? Rồi, từ wear nó còn có nghĩa là đeo.
I didn't wear a condom. Có nghĩa là gì? Thái Anh. Con biết được condom nữa. Ở bên này anh không có, anh để bên phòng ngủ rồi. Đó là bao cao su. Thì câu này có nghĩa là tao quên đeo bao cao su. Hiểu không? Xong rồi bị sida chẳng hạn, bị sùi màu gà, bị lậu, giang mai. Đúng không? Ở Việt Nam giáo dục giới tính theo kiểu là gì? Bao cao su nói bằng ba con sói. Dạy đeo bao su, dạy vào ngón tay, đeo vào ngón tay. Hello. Nói thì các bạn tránh là cái vấn đề này đúng không? Nhưng càng tránh né thì bọn nó lại càng ham. Thế ví dụ như sau mà con các bạn nó hỏi các bạn là bố mẹ ơi thì con chui ra từ đường nào? Chắc chắn một trẻ con nó sẽ hỏi. Thế các bạn trả lời nào? Thái Anh. Hả? À, là nhanh lắm, địt mẹ chỉ quên wear condom là có con ngay mà. Thế em trả lời nào? Chơi rốn, chơi lách. Bố anh kia bảo chơi nách ra. Anh nhìn mãi không thấy cái khe nào hở nách bố anh cả. Nhặt bụi chuối. Đấy, vấn đề giáo dục giới tính ấy. Sau này bọn nó sẽ hỏi. Với bố ấy sao? Bố cởi trời nóng bố cởi trần thì được mà mẹ thì không hoặc con thì không. Các bạn trả lời nào. Nó thắc mắc ngay bọn trẻ con. Đứa nào càng thông minh nó càng thắc mắc á. Từ wear nó còn có nghĩa là đeo đúng không? Đeo bao á. Tức là cái gì mà các bạn cho lên người các bạn đeo, đi, đi giày, đội, đội mũ thì nó là wear hết. Được chưa? Đeo kính, wear glasses. Cả kẻ đeo tóc giả, wear a wig. Mình thì ít, nhưng mà bọn Tây, đặc biệt là Tây đen, tóc quá xấu ấy, nó hay đeo tóc giả. Thế nó bỏ qua từ wear này, rồi đi tiếp từ beautiful thôi, biết mẹ nó rồi. In his 30s thì cũng gì, biết rồi đúng không? Rồi bây giờ anh sẽ mời, các bạn có đem điện thoại đấy không? Các bạn quay lại nhé. Nên nó hơi khó đúng không? À, các bạn học online thì nó sẽ dễ hơn, học offline thì để anh test thử nhá. Mà anh cũng chưa dạy lớp offline cái kiểu này bao giờ. À, các bạn quay lại cái đoạn video và các bạn sẽ dịch. Bây giờ như này nhá. Anh chia lớp ra này. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 14... thì 2 4 2 4 6 8 10 2 4 5. Từ bạn Tuấn này, từ mé bên này này, bạn Tuấn, bạn Hoàng, Hải Đăng, Thu Phương, Tùng Anh, bạn Phúc thì sẽ dịch lời người thứ nhất, dịch lời của anh nhé. Được chưa? Các bạn sẽ dịch lời của anh này. Còn bé bên này sẽ là dịch lời của người còn lại. Các bạn online sẽ hội thoại với anh. Trong khi ví dụ như là anh gọi bạn Thuận thì các bạn Thịnh và bạn các bạn online còn lại nhé sẽ dịch lời của anh. Ví dụ nhé, anh gọi bạn Thuận lên làm demo này, test thử này. Rồi ok. Thế ví dụ như anh hỏi là em có người yêu chưa? Em trả lời bình thường. Em có rồi. Em trả lời, các bạn cứ trả lời như bình thường, như một cuộc gọi thoại bình thường trong tiếng Việt nhé. Em có em rồi. Tiếng Việt. Ý là em cứ trả lời bằng tiếng Việt thôi để cho các bạn em dịch tiếng Anh. Vâng. Có sao đâu. Đúng không? Thế địt con mẹ học đến buổi mười mấy rồi bây giờ không dịch được mấy câu đơn giản thì học làm cái đéo gì. Rồi. Do you have a girlfriend? Yes. Rồi, đúng là dịch như thế, nhưng cái khác ở đây các bạn phải quay video lại. Tức là các bạn có thể dí sát miệng các bạn để các bạn nói, hiểu không? Các bạn gửi lại video anh sẽ test được là các bạn nói như thế nào, hiểu không? Bởi vì các bạn học online ấy, thì nó sẽ không bị lẫn tạp âm với các bạn ở xung quanh.
Các bạn ghi âm thì làm sao đến lúc anh tải xuống để anh sửa được. Quay video ấy, một lát nữa về rồi gửi lại, up lại lên trên nhóm. Có nhóm Zalo mà đúng không? Và bạn nào có mạng thì up luôn. Rồi được chưa? Các bạn hiểu chưa? Bây giờ thử lại nhá. Bây giờ nói 4 câu 1 thôi. Ví dụ như anh hỏi bạn Thịnh này là em có người yêu chưa? Thì Thịnh sẽ nói, à bạn Thuận, sorry. À, em có rồi ạ. Rồi. Bạn ấy bao nhiêu tuổi? À, bạn ấy 19 tuổi ạ. Rồi. Là học cùng cấp 3 à? À không ạ. À vâng, cùng trường. Rồi. Hiểu ý không? Các bạn lấy điện thoại ra nha, dí sát miệng và mặc ghi âm nha. Hay lắm, thì đến lúc sau này các bạn học lại, các bạn xem lại buồn cười vậy. Không ngờ lúc đấy mình lại có thể thốt ra được những câu như thế. Ok chưa? Dí sát miệng vào thì nó mới bắt được lời các bạn, chứ các bạn dí vào mặt và anh để làm gì đâu. Ok chưa? Bắt đầu nhé. Alo Thuận à? Em đây ạ. Đang làm gì đấy? Em đang học bài ạ. Anh hỏi một tí, hôm trước ấy là em bảo là bạn em muốn học tiếng Anh đúng không? Vâng ạ. Là người yêu à? À không ạ, là bạn của em, bạn học cùng lớp ạ. Các bạn không nói thì dừng. Các bạn không nói thì các bạn quay video không để làm cái gì? Cứ cười đi anh chữa, không không sao. Bạn bên này là lời của bạn Thuận đúng không? Bên này tập trung lời của anh thôi nhé. Rồi anh nói lại nhé. Ví dụ này, anh làm ví dụ nhỉ các bạn nhé. Bây giờ hai bạn, bây giờ bạn Thịnh với lại bạn Thuận nói đi. Hỏi nhau đi, anh làm ví dụ cho các bạn. Hỏi chậm thôi nhé. Không thấy không dịch được, nó cười chết mẹ luôn. Các bạn sẵn sàng chưa? Từ từ, dịch mẹ phải sẵn sàng bảo thầy không. Đừng bóp dái thầy. Rồi, được chưa? Các bạn, hai bạn bật mic đi nào, Thuận bật mic nào. Ok nhá. Mình hỏi trước. Ai hỏi trước cũng được, hỏi 3-4 câu thôi. Bắt đầu đi. À, Thịnh à. Hai Thịnh. Bạn hai Thịnh. Đó, em. Em cứ nói đi nhá, em cứ nói đi. Vâng. Bắt đầu này. Thịnh à, bạn học lớp nào đấy? Mình học K58 PDH05. Bạn học chuyên ngành gì? Mình học chuyên ngành tự động hóa. Quê bạn ở đâu? Mình ở xung quanh Thái Nguyên. À. Hôm nay bạn đang làm gì đấy? Mình bây giờ đang học bài. Được 3-4 câu thế được chưa anh? Anh dạy các bạn về chủ đề tự động chuyên ngành chưa? Chưa. À? Anh dạy các bạn ở chủ đề chuyên ngành chưa? Chưa. Thầy không phải là thầy toát mồ hôi vì là các bạn nói khó thầy không dịch được, mà là giống như kiểu làm khó các bạn ấy. Rồi ok, còn nếu các bạn nghĩ là thầy toát mồ hôi về cái đấy thì các bạn nói một cái nó khó hẳn hơn đi, về chuyên ngành đi. Không, nó đây này. Đợi một chút anh gửi cho cái video mà lớp kia nó làm. Lớp nâng cao hẳn. Đây này. Thôi được rồi, hỏi về cái những cái đơn giản nhé. Các bạn hiểu ý chưa? Wow. Ok. Bây giờ sẽ lại nhá. Anh với bạn Thuận lại nhá. Rồi. Thuận sẵn sàng chưa? Bên rồi trái ạ. Đây là lời của Thuận này. Bên phải là lời của anh. Các bạn online là lời của anh nhá. Các bạn online tắt tạm mic đi, lấy điện thoại ra ghi thì mới ấy được, không đến lúc nó bị lẫn vào âm đấy, tạp âm đấy. Rồi ok, bắt đầu này. Thuận ơi, có người yêu cho em? Em có rồi ạ. À, thế hôm nào giới thiệu ra mắt đi. Vâng ạ, để hôm nào em thu xếp công việc ạ. Thì bạn ấy bao tuổi? À, bạn ấy 19 tuổi ạ. Là cùng quê mình luôn à? Vâng ạ, cùng quê ạ. Cũng ở Thái Nguyên à? À, vâng ạ, cũng ở Thái Nguyên. Ờ, thế à. Thế là cũng học ở trên công nghiệp à? Không ạ, bạn ấy học ở dưới Hà Nội ạ.
À rồi, ok. Vâng ạ, em chào anh. Đây, ví dụ như vậy đúng không? Anh sẽ chữa luôn cái bài này nhá. Bình thường. Lớp này là lớp T6 đúng không? Nào các bạn, ai có mạng thì gửi thử vào cho anh xem nào. Gửi thử vào lớp nhóm Zalo ấy. Đợi nửa tiếng nữa nó quay xong thì ấy nhá. Thuận ơi, có người yêu chưa em thì dịch như nào? Bạn đội đội này bên anh đúng không? Phúc. Have a girlfriend. Lên giọng là được. Không nhất thiết phải do you đâu. Thuận, have a girlfriend. Hỏi qua cái cách nói chuyện đấy thì các bạn biết là giống như kiểu anh em hỏi nhau đúng không? Have a girlfriend. Thuận, have a girlfriend. Thì Thuận nói như thế nào? Đây này. Rồi em có rồi. Thì trả lời như nào? Bên Thái Hạnh không? Yes, I do. Bởi vì là nó là do you thì là phải yes, I do đúng không? Rồi. Tiếp. Hôm nào giới thiệu ra mắt đi. Thì nói như nào? Các bạn có nhớ từ giới thiệu không? Từ gì? Introduce đúng không? Can you introduce us hoặc là introduce gì? Me to her. Giới thiệu tôi tới cô ấy. Her to me. Cô ấy tới tôi. Tiếp. Thuận nói là gì? Vâng, để hôm nào em thu xếp công việc là gì? Why? Yep. Yep. Gì? When I'm free. Thu xếp công việc thực ra là gì? Rảnh. Chết đít mẹ. Thế nói thế nào? When I arrange my work. No, when I'm free. Hoặc when we are free thì đúng hơn đúng không? Rồi nha, tiếp này. Bạn ấy bao tuổi thì hỏi như nào? Hải Đăng. How old is she? Đúng không? How old is she? Bạn ấy, bạn kia bạn trả lời là 19 hay sao nhỉ? Bạn ấy 19 tuổi. She's 19. Đúng không? Tiếp. Cùng quê mình luôn à, đoạn sau nó có cùng quê mà mình luôn là gì? Thực ra là tiếng Việt ấy nó sẽ nói là cùng quê mình luôn, nhưng tiếng Anh ấy she is also from quê là gì? Ví dụ như Thái Nguyên, she's also from Thái Nguyên. Câu hỏi cuối câu là sẽ được, được giờ she is also from Thái Nguyên. Rồi là cùng quê mình luôn, cùng Thái Nguyên luôn à. Rồi, tiếp này. Câu này thì hơi thừa này. Cũng học ở trên công nghiệp à? Tùng Anh nào? She is also the studying. Nếu mà bạn dùng từ y thì nó phải studying. She is also studying in come from được. Học ở trong TNUT là lút cán đúng không? Con biết cái này không? TNUT là viết tắt của gì? Thái Nguyên University of Technology. Cái đấy bị thiếu. Technology nó không có từ kỹ thuật. Dịch sang tiếng Anh bị thiếu. Rồi tiếp này. Bạn ấy học ở dưới Hà Nội thì nói như nào? Tiếng Anh.
She's studying in Hà Nội. Hà Nội cũng được, Hà Nội cũng được. Rồi các bạn hiểu vấn đề chưa? Rồi tiếp, đổi ngược lại nhá. 2, 4, 5 bạn này, từ bạn Thảo, bạn Thế Anh, bạn sẽ là dịch lời, lúc nãy là, phải đúng không? Bây giờ dịch lời của anh này. Bạn, những bạn online và những bạn bên tay phải anh, thì sẽ là dịch lời của bạn Thịnh này. Thịnh sẵn sàng chưa em? Rồi ạ. Rồi ok, chúng ta đã học từ bài nghe điện thoại, cả người, ngày, tháng, năm, thời gian. Rồi giả sử như em gái em tên là Quỳnh nhé, thì anh gọi điện đến anh tìm Quỳnh. Ok, Thịnh sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Rồi. Alo anh Thịnh à? Em Phi đây mà. Anh đây. Anh Thịnh sao như cơm nguội đây? Lại đi má. Như một cơm nguội. Anh đây. Em có thể bình thường không? Rồi. Lại nhá. Vâng. Rồi ok. Alo anh Thịnh à? Em Phi đây à? Anh đây. À, anh ơi Quỳnh có nhà không ạ? À, Quỳnh nó ở dưới tầng. À, em nói chuyện với Quỳnh được không ạ? Ở đây để anh đưa điện thoại cho nó. Rồi, dạ vâng, em cảm ơn anh, chào anh. Rồi, đấy. Nào, các con rời. Thịnh có dịch được những câu mình vừa nói không? Chắc là có. Rồi ok. Tí nữa anh sẽ cho các bạn nghe cái nội dung của đội lớp nâng cao nó nói. Alo anh Thịnh à? Em Phi đây à? Các bạn online như là không nghe được cái này. À, anh ơi Quỳnh có nhà không ạ? À, Quỳnh nó ở dưới tầng. À, em nói chuyện với Quỳnh được không ạ? Đây là anh đưa điện thoại cho nó. Rồi, dạ vâng, em cảm ơn anh, em chào anh. Lớp này lớp gì nhỉ? T6-2024. Và cái này là Phi này. Rồi, bây giờ chúng ta vừa nghe vừa dịch nhá. Alo anh Thịnh ạ, à? Em alo anh Thịnh ạ. Phi đây ạ? À? Em Phi đây ạ, à, đúng không? Alo anh Thịnh ạ, à, em Phi đây ạ. À. Anh Thịnh thì như cơm nguội luôn. À, bên tay trái là dịch đúng không? Thái Anh nào. Alo anh Thịnh ạ, à, em Phi đây ạ, à, thì dịch như nào? Hello. Anh của ta đâu? Hello Thịnh. Được nha. Tiếng Anh nó không có cái danh từ. I'm free, I'm free. Hello Thịnh, I'm free. Tiếp nhá. Rồi, nghe xem là tiếp theo là cuộc hội thoại nó đi về đâu này. Anh đây. Anh đây thì nó kiệm điệt nhẹ nghe như người yêu ấy nhỉ. Nghe rụng chứng thế chứ lại. Mời bạn Thuận nào, anh đây thì nói như nào? I'm here. Khi mà Thịnh speaking. Thịnh speaking là được nhé. Thịnh đang nghe máy đây. Hoặc là I'm here cũng được. Yes. Yep. Hoặc các bạn chỉ cần ờ ơi. Yes. Hello Thịnh, I'm Phi. Yes. Rồi ok, tiếp nhé. Anh ơi Quỳnh có nhà không ạ? À? Anh ơi, Quỳnh có nhà không ạ? Thì nói như nào? Lời đấy là lời của đội bên này đúng không Thảo nào? Anh ơi, Quỳnh có nhà không ạ? Is Quỳnh búp bê gì? Is Quỳnh home? Là được. Is Quỳnh home?
Quỳnh có nhà không. Hoặc là một số người người ta sẽ cho là home là không đúng, nó phải có thêm từ at home, is Quỳnh at home, at này này, is Quỳnh at home. Nhưng các bạn nói ngắn gọn thì is Quỳnh home, đúng không? Rồi tiếp này. Quỳnh nó ở dưới tầng. Quỳnh nó ở dưới tầng. Mời anh Thịnh nào, anh Thịnh tự dịch lời của mình nào. Quỳnh is. Nó sẽ dùng từ she's. Rồi, dưới tầng là gì? Down. Down. Stairs. Downstairs. Thế là dưới tầng. Thế trên tầng là gì? Up. Stairs. Đúng không? Rồi, ok. Tiếp. Em nói chuyện với Quỳnh được không ạ? Em nói chuyện với Quỳnh được không ạ? Mời Hoài nào. Can I speak to her? Trong tiếng Việt nó mới nói dùng tên, trong tiếng Anh là her. Can I speak to her please? Rồi, tiếp theo anh Thịnh của chúng ta nói gì nhỉ? Ở đây là anh đưa điện thoại cho nó. Ừ, để anh đưa điện thoại cho nó thì nói như nào? Ừ, để anh đưa điện thoại cho nó. Tuấn nào? Of course. Đương nhiên rồi. I'll give her the phone. I'll give her the phone. Thế thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ nói chuyện nhá. Tiếp. Tiếp. Đến bạn Tạo. Tạo đã sẵn sàng chưa? Mic lên nào. Em rồi ạ. Rồi, ok. Thế thì bây giờ lại đổi ngược lại. Tạo bên này, anh Phi bên này. Các bạn rất là ức chế đúng không? Mà rõ ràng là khi anh chữa thì những cái đấy nó cũng đơn giản thôi đúng không? Rồi, tiếp này. Giả sử như Tạo đã đi làm rồi và chúng ta cùng nói xấu về sếp của Tạo nhé. Rồi. Sẽ hơi có một chút phân biệt vùng miền nhé. Để mà cho câu chuyện nó sinh động hơn. Nên là động chạm đến ai thì cũng là ra ngoài ý muốn đấy nhá. Rồi, ok, Tạo sẵn sàng chưa? Em rồi. Rồi, ok này. Mày vẫn làm ở Samsung à Tạo? Tao vẫn làm ở Samsung. Làm gì à? Đâu, đang... vẫn là ông sếp đấy à? Đúng rồi. Ông ấy bao tuổi rồi nhỉ? Ông ấy tầm... 61 tuổi. Khiếp. Vẫn làm. 61 đúng tuổi rồi. Vẫn làm á? Ông ấy vợ con gì chưa? Ông ấy có một vợ, ba con rồi. Con trai hết à hay con gái hết? Hai trai một gái. À, rồi ok, kệ đi. Thế nhá. Ok. Anh Tạo anh cũng nhạt như nữa ốc vậy. Anh khiến cho một câu chuyện, khiến cho những người dịch cái lời của anh Tạo quá là nhẹ nhàng. Anh mẹ dạy với thằng bạn thân của anh thì nó mới hợp cạ. Mẹ ngồi buôn dưa lê như một câu chuyện thật luôn. Dạy cái đội đi làm ấy, nó buôn về công ty hay lắm. Cười vậy. Mày vẫn làm ở Samsung à Tạo? Tao vẫn làm ở Samsung. Làm gì ạ? À? Đâu, đang... vẫn là ông sếp đấy à? Tiếp đây, đang định hỏi cái nọ cái kia nhưng nghĩ các bạn đéo nói được. Tụi anh thôi đấy. Đúng rồi. Ông ấy bao tuổi rồi nhỉ? Rồi. Ông ấy tầm... Tiếp nhá. Tiếp trời phát sếp tao 61 tuổi. Rồi, chữa nha. Mày vẫn làm ở Samsung à Tạo? Mày vẫn làm ở Samsung à Tạo? Bên này là Tạo hay bên này là Phi ấy nhỉ? Tạo. Nào Tạo nào, Tạo 1. À, Phi, Thu Phương nào. Phương.
Mày vẫn làm Samsung là tạo. Do you still làm đâu? Work in Samsung. Hoặc are you still working for Samsung cũng được. Are you still working in hoặc at đều được nhé. Rồi đúng không? Are you still working at Samsung? Rồi. Xem bạn tạo bạn nói gì này. Tao vẫn làm ở Samsung. Làm gì ạ? Tao vẫn làm ở Samsung làm gì à? Nào mời tạo một nào. Thôi anh nào. Yeah, I still work there. Cũng được. Hoặc là yep. Thôi cũng được. Yep. Yep. Nó có thể bỏ chủ ngữ still work there. Still work there. Làm gì à? Sao đấy? Hả? Why? Cũng được. Hoặc có một cái từ what's up. Đều được. Một trong hai cái này nhá. Why? What's up? À không, ta định cho nó kìa. Tịt luôn. Tiếp nha. Đâu đang định hỏi mày nhảy việc. Ví dụ như thế đúng không? Thì các bạn đã đéo nói được câu đấy. Nên là chúng ta phải đánh lái luôn. À, vẫn là ông sếp đấy à? Vẫn là ông sếp đấy. Các bạn thấy quay bạn Hoàng, bạn không thèm dịch không? Ngồi nghịch điện thoại không? Vẫn là ông sếp đấy à? Thì nói như nào? Mời Phi số 02 Phúc. Still the same. Học cái từ same này chưa? Boss, still the same boss. Đúng không? Vẫn là ông sếp đấy à? Tiếp này, chỉ có ừ mới ầm thôi mà. Ờ à, đúng rồi. Ông mới bao tuổi rồi nhỉ? Ờ đúng rồi. Yes. Yes. Yes or yep, đều được. Ông bao tuổi rồi nhỉ? Tùng Anh nào. Đội online là anh Phi hay là Tạo nhỉ? How old is anh Phi? How old is he? Rồi tiếp này, ông bao tuổi đúng không? Ông ấy tầm 61 tuổi. Tầm 61, kinh vậy. Tầm ngoài 60, dịch lại lời của Tạo một tí nhá. Ông ấy tầm ngoài 60 thì nói như nào? Bởi vì chúng ta vừa mới học cấu trúc đấy rồi, Hiếu nào. He is in his 60s. Đúng không? He is in his 60s. Là ngoài 60 rồi. Tiếp nhá. Xem anh Phi anh hỏi cái gì anh bị giật mình. Tiếp. Vẫn làm. Vẫn làm. Still working. And he's still working. Vẫn còn làm việc cơ. Tiếp này. 61 tuổi mà vẫn làm á? 61 and still work. Hoặc là 61 and he's still working. Lặp lại câu này được. Được chưa? Tiếp. Ông ấy vợ con gì chưa? Ông ấy vợ con gì chưa thì hỏi như nào? Mời anh Phi 03 Hải Đăng nào. Is he the married? Is married. Tiếp nào. Ông ấy có một vợ ba con rồi. Một vợ ba con rồi. Nào mời bạn Thịnh nào dịch câu đấy nào. Một he has married with three children. Các bạn lưu ý nhá. With là có con, đi cùng đi kèm mà. Còn to thì là kết hôn với ai. He's married to, nó khác nhá. Chứ không phải là kết hôn với cô ấy lại đi dùng mẹ là with là cô ấy. Ông ấy lấy xong ông đẻ mẹ là cô ấy đâu. The with three children. Rồi. Con trai hết à hay con gái hết? Con trai hết à hay con gái hết? Mời bạn Tuấn. Boys, boys, girls, o cũng được, không o cũng được, không nhất thiết nhé. Boys, girls, con trai, con gái, đúng không? Tiếp này.
Hai trai một gái. À. Hai trai một gái. Rồi rồi. Nào mời bạn Tạo Hà nào. Hai. Trai. Two sons and one. One hoặc ơ đều được. Two sons and one daughter. Rồi, two sons and one daughter. Chưa? Tiếp này. Hết rồi đúng không? Ok, kệ đi. Thế nhá. Ok, kệ đi. Gì? Forget it. Các bạn dừng. Thôi bỏ đi ấy. Forget it. Thôi bỏ đi. Rồi, ok, các bạn nghỉ đi ạ. Về nhà gửi lại cái video của các bạn dịch nhé. Hoặc là các bạn không dịch.